Vâng, em chào thầy. Доброе Chào Так, như vậy hôm trước chúng ta đã xem một loạt các động từ đấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nhanh các động từ một chút. Kiểm tra xem là em nắm được đến đâu nào. Так, chúng ta các động từ dễ là chia như nào nào? No, đâu rồi? Dạ. Chúng ta kiểm tra lại bài cũ nào. Hôm trước chúng ta đã học các động từ, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem em chia động từ như nào nhé. Yeah, Vâng là you ạ. chia như nào nào? Jela you Tươi. yeah, Đã tươi. jela Từ dia là yes đó, trọng âm rơi vào đâu nào? Trọng âm rơi vào âm diệt, diệt đấy. Up. Ta. Vật tử đấy. Yeah, dia là you. Trọng âm rơi đây đấy. ôn Dia là yes. Đấy. chia Ôn dia là là yes chia đã. Đấy. Mới dia là em. Em đọc tiếp đi. chia là you Đã. tươi chia là yes Đã ổn. ôn chia là yes Mười. mười chia là em Đã vui. với chia là yes Anh ý. anh ý chia là yêu Ta khá cho động từ chi tác nè. chị ta chị ta yêu Chi ta yêu. chị ta yêu Đã tươi. tươi chị ta yes Chi ta yêu sôn. ôn chị ta Ôn chi ta yết mười. mười chị ta em Mười chi ta em vui. với chị ta yêu chị Đã anh ý. anh ý chị ta yêu Anh ý chi ta. Khá cho câu hỏi. Masa, что ты делаешь? Trả lời sao nào? Masa, что ты делаешь? Masha Что ты делаешь? ta No. Đây. Em nhìn trên màn hình có mà. Trên màn hình có mà. Masa, что ты Journal, я читаю, đấy. Я читаю journal, đấy. Thang chấm điểm là gì nào? Nếu thầy giáo hỏi em Masa Studio em phải trả lời ngay lập tức Я читаю journal, đấy. Tức là gì? Không cần phải suy nghĩ gì cả đấy. Đó thậm chí không cần nhìn. Masa Studio em chỉ tay journal. Đó, thế là mức độ đó là mức độ hiểu bài của em 10 10 đấy. Đó. Tác vụt. Khá là show. Bây giờ chúng ta có động từ smart. Động từ smart là động từ xem đấy. Xem. Tạc. Động từ smart đây đấy. Chúng ta chia động từ smart. Smart Smatriu tươi. tươi Đã smart on. ôn Smotrit Mới. mới Smotrim Vui. với Smotrichia Trì chi anh anh ý. ý Smot anh ý Triệt. Smotria Đã. Động từ sprach chi đây là slash Sprach Đã. Спрашиваю. Ты? Я спрашиваю. Ты Ты? спрашиваешь. Он? Он спрашивает. Мы? Мы спрашиваем. Вы? Вы спрашиваете. Они? Они спрашивают. Они спрашивают, да? Они спрашивают. Động từ спрашивать có nghĩa là gì? Là Quên hỏi rồi. ạ. Là hỏi đấy. Động từ отвечать có nghĩa là gì? Từ nào ạ? Advichat. Anh sẽ là trả Advichat. lời ạ. Trả lời. Đồng từ chia trả chia nào. Chúng ta chia nào. Đây là Advichat. Advichayu. Advichayu. Đã tươi. Advichayu. Tươi. Tươi Advichayu. Từ Advichayu. Ôn. Ôn Advichayu. Advichayu mới. Mới Advichayu. Với. Với Отвечаете? Они? Они отвечают. Хорошо, ба хой. Петя, Миша, что вы делаете? Что они говорят? Они, да? Да, đúng rồi. Петя, Миша, что вы делаете? Хотя ли мы? Nếu hỏi вы, мы. trả lời là мы.
мы смотрим телевизор. А что печь и миса делают? Они смотрят. Телевизор, да? À, đây chính là cái ý nghĩa của cái câu là động từ chia nổi thì nói tiếng Nga thế nào được? Đấy. Đó. Có nghĩa là thế nào là chia nổi động từ? Có nghĩa là chia nhuần nhuyễn động từ, đấy. Они смотрят, đấy. Nói ngay lập tức. Thế vậy tại sao thầy giáo kiểm tra động từ em? Bởi vì sao là việc đầu tiên chúng ta phải chia được động từ, muốn nói được tiếng Nga phải chia được động từ, đấy. À đó. Thế vậy thì em là một trong những học sinh học rất tích cực, đấy. À thế và em cũng học rất là nhanh. Nhưng mà nhiều khi là chúng ta gì, chúng ta không biết hết phương pháp đấy. Chúng ta không tuân thủ theo đúng cái phương pháp. Vậy thì thầy giáo làm như thế để làm gì? Để nhắc lại em là cái phương pháp học đấy. Phương pháp học là gì nào? Bài cũ chúng ta phải nắm thật vững. Đấy, đó. À, nắm thế nào là nắm vững? À, biết rồi là bài cũ nắm vững rồi, ai mà chả biết. Ai chả biết là bài cũ phải nắm vững. Nhưng mà nắm vững như thế nào? À, nắm vững như thế này. Nếu có động từ chúng ta phải chia được nhuần nhuyễn động từ. Nói ngay đấy. Я смотрю, ты смотришь, он смотрит, мы смотрим, вы смотрите, они смотрят, да? А, да, как câu nào? А, как câu, что Петя и Миша делают? Они смотрят телевизор, да, или они câu mẫu, да? Бабушка спрашивает, Петя и Миша отвечают, да? Да, tất cả những câu đó chúng ta phải nói được nhuần nhuyễn. À, đúng không nào? À, đó, thì có nghĩa là gì nào? À, việc đầu tiên chúng ta phải chia được động từ, đấy. À, sau đó thì cái việc thứ hai mới là cái nắm được cái nghĩa của động từ. Đầu tiên chúng ta phải chia được nó đã. Không cần biết nghĩa của nó nhưng chúng ta phải nói được nhuần nhuyễn đấy, đấy. Đó. À có khi là em chia động từ rất nhuần nhuyễn nhưng mà động nghĩa của nó thì em chưa nhớ được. Bởi vì sao? Rất đơn giản, bởi vì sao? Có thể em quên, biết mà quên, nghĩa có thể quên, nhưng mà cái việc chia động từ là phải nói nhuần nhuyễn. Bởi vì sao? Chúng ta chia nhiều lần thì cái mồm nó quen rồi. À nhưng mà nghĩa thì sau đó chúng ta sử dụng nhiều thì chúng ta mới nhớ được đấy. Так вот. À хорошо, chúng ta động từ работать. Работать là gì nào? Работать là làm việc. Làm việc chia như nào nào? Я работаю. Работаю. Ты? Ты работаешь. Работаешь он. Он работает. Да, мы. Мы работаем. А, работаем. Вы работаете. Да, они. Они работают. Да, Катя, что ты делаешь? Ну? Да. Катя, что ты делаешь? А, я работаю. Я работаю. Да. Đúng rồi. Я работаю. А, да, Катя, что ты делаешь? Tức là gì? Em phải làm gì? Em phải đang học tiếng. Em phải phản ứng lại đấy. Em phản ứng lại là cái lời câu hỏi của thầy giáo là gì đấy. Tất nhiên là không phản ứng được ngay mà phải quen. Tại sao thầy giáo nói thì cho em quen thôi đấy. Cái này là ia u chi rồi. Ia u u u u u chi u. Ia работает. Она работает. Cô ấy đang làm việc đấy. À, cô ấy đang làm việc chứ không phải cô uchit đấy. À, đúng không nào? Động từ uchit là gì? À có động từ uchit đấy. À động từ uchit là học. À động từ uchit là học. À chúng ta chia động từ uchit nhé. Động từ uchit. Em tất cả những cái gì mà chúng ta nhớ là tâm ơ là chúng ta phải lập tức chia lại luôn đấy. À đó động từ uchit chia như thế nào nào? Uchit. Uchit. U. Ya. Ya u u. Ya uchu. À đấy. Uchu. Động từ uchit đấy. Uchit. Yeah, uchit thì chúng ta hỏi câu hỏi là gì? Что? Đấy. À, что? Và uchit có thể là gì? Русский язык. Đấy. À, chúng ta có luôn mẫu câu русский язык. Uchit что? Русский язык. Đấy. Я учу. Đấy. Я учу. Đây là gì nào? Учу. Đấy. À, đó. Я учу. Русский язык. Русский язык. Đấy. Ты? Ты? Ты учишь. Ты учишь. Đấy. Ты учишь. А, да? Ты учишь. Он. Он учит. Учит. Мы. Мы учим. Учим. Вы. Вы учите. 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 Они. Да. Они учат. Они. А, учат, да? Учат. Учат. Ой, учат. 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 Thầy giáo sẽ hướng dẫn em cách đọc rất rất là nhanh đấy. À đó, đó là đọc gì nào? Chữ này đọc gì? U. U. Chật. Chật. U chật. U chật. À thấy chưa? Rất là dễ đúng không nào? Đấy. À như u chật. Đấy. U chật. U chật. Đấy. Đấy không phải u chạt. Tại sao không đọc u chạt? Đọc là u chia. Em đọc u chạt nó lâu. Bây giờ nào?
mà nó là gì, nguyên tắc của nó là nó bị nhược hóa, nhược hóa là a thành ơ đấy. Các bạn lại bảo ôi chứ ai đọc thành ơ mà đúng thế thật, chả ai đọc thành ơ cả, nhưng mà mình cứ đọc thành ơ người Nga hiểu ngay lập tức đấy. Thế vậy thì quan trọng chúng ta nói sao người ta hiểu. Người Nga cũng nói như vậy, nếu mà chúng ta hỏi người Nga chữ này đọc như thế nào, người ta sẽ nói cho em là ú chạt, Chà. nhưng trong khi nói người ta không nói ú chạt, người ta nói ú chật, đúng không? Vâng. Vậy đó là gì? Đó là cái cách người ta nói nhanh em hiểu chưa? Đấy đấy à đó. Thế cho nên là nhiều khi mà mình dạy xong đăng lên trên mạng xong bắt đầu bảo các bạn bắt đầu bảo bình luận ôi gì ai cái này đọc là ơ bao giờ đấy, người Nga chả có ai đọc là ơ cả, đúng thế thật. Nếu mà em cứ hỏi bất cứ người Nga hỏi là cái chữ này đọc như thế nào, nó sẽ dạy em là Rồi. ú chạt, Úi nó dạy là em ú chạt, chà. đọc là ú chạt đấy, ú chật Ừ. đấy, ú chật, ú chạt, ú chạt, thế đúng Ừ. thật. Nó dạy cho em cách đọc là ú chặt, thế nhưng mà đến khi nó nói với nhau thì nó nói là ú chật, em cứ để ý xem đấy. Vâng. Thế vậy thì tại sao người ta lại dạy chúng ta đọc là ú chặt trong khi bản thân chúng nó lại nói là ú chật? Bởi vì khi nó nói nhanh thì nhược hóa đi, em hiểu nào đấy Vâng. à đúng không? À, thế vậy thì bây giờ ngay trong tiếng Anh thế, cái tiếng Anh là nếu mà cái âm đờ âm tờ, nếu mà nó dạy chúng ta nói chậm nó vẫn đọc là âm tờ đấy. Ví dụ cái từ chúng ta có từ em biết một chữ tiếng Anh đúng không nào, đấy đó chúng ta có từ water, nó đọc water đấy. Nếu nó dạy em đọc chậm nó đọc water, water đấy, water, nhưng mà nếu nó nói nhanh water đúng không, thế chứ chả có ai dạy chúng ta đọc là water cả Ngày đúng xưa em đi học đọc là à đúng không nào. À thế thì bởi gì khi nó nói nó dạy cái em nói chậm nó sẽ đọc là water, water. Thế nhưng mà đến đến khi nó nói nhanh lên thì nó đã thành water. Thế khi nó nói nhanh nữa water, water. Đúng không nào? Đó. Thế vậy thì người ta dạy, ví dụ mình dạy đây mình dạy các em nói nhanh thì nói như thế này là sẽ là u. Đấy. Thế còn nếu mà người ta bảo thế nói chậm thế nào? Thế nó sẽ dạy em đọc là u chật. U chạt. Đúng không? U chạt. Nhưng mà đến khi nó nói với nhau thì thành u chật. Em hiểu chưa? Đó thế vậy thì tại sao thì nó nhanh các em nghe vẫn không hiểu vì sao là nó nói kiểu nói tháo như nó, tức là người Nga người ta nói nhanh lên em hiểu chưa nào. Đấy thế vậy thì cái cách phát âm chậm và cái cách khi nói nhanh nó khác nhau đó. Tương tự như cái từ pajalista đấy, chúng ta có từ pajalista đấy, người ta đọc dạy em là gì, pajalista tạ pajalista đấy, nó dạy em như vậy đấy, po ja luista đúng không, hoặc tạ xin lỗi tạ pajalista Pa ja đó. À các em nói rất là lâu đấy, pa ja luista đúng không nào? Đấy. Thế nhưng mà bình thường là gì, người ta sẽ dạy các em là gì nào, người ta sẽ dạy các em đọc là pa ja đúng không, xong rồi lui sta pa ja luista. Thế nhưng mà đến khi người ta nói nhanh người ta có nói thế đâu, người ta sẽ nói pa pa ra, cái câu quan trọng là nói hai cái âm này, thế còn cái âm đằng Đấy. sau lật pa ra lật thế nói thế cơ đấy, người ta nói pa ra luista nói em bảo nói chậm tôi nghe thế nào, nó vẫn nói pa ra luista nhưng mà nó nói với nhau nó pa ra luista Pajalista. À đấy chứ. À thế nếu thì nó dạy em nói Pajalista thì em nói cực kỳ nhanh luôn đấy. Và người Nga lập tức hiểu em ngay, lập tức gật đầu khục cái luôn. Thế nhưng mà các em nói mãi chả ra Pajalista, người ta cũng nghe hiểu được. Người ta cũng chỉ gật đầu thôi, nhưng mà nếu nói Pajalista, Pajalista, em thấy chưa nào? Đó thế vậy thì đó là cái cách người ta nói nhanh và cái cách người ta nói chậm nó khác nhau. À đó thế cho nên là nhiều nhiều em cứ bảo là tại sao người ta nói khác mà thầy dạy khác, đúng như thật thầy có thể dạy như là người Nga người ta nói thông thường đấy. Ví dụ chúng ta có từ magazine mà gazin đấy, chúng ta có từ magazine mà gazin Chị. magazine nó đọc là bình thường em đọc là gì, magazine đấy Magazine. em đọc là gì nào, mà đấy Magazine. ga đúng không nào, Magazine. zin zin đấy, magazine đấy đúng không nào. À thế nhưng mà đến khi nó nói với nhau, người Nga nó nói với nhau nó không nói magazine mà magazine, mơ ga gì Magazine.
À thế nhiều em vặn lại bảo chả bao giờ thấy ai nói mưa gà dìn cả. Bởi vì sao đúng thế thật. Thì tai các em có nghe ra đâu. Đấy. À các em hỏi nào, nói lại câu này tao nghe nào. Nó sẽ nói cho em ma ga dìn. Thế nhưng nó nói với nhau nói mưa gà dìn. Mơ nói gà dìn. Đấy. Mơ gà dìn. À thế chứ nào. Thế vậy thì à chúng ta phải bắt đúng cái câu mà người ta nói. Đấy. À thì lúc đó chúng ta mới nói nhanh được. Thế còn à, giải thích thế nào? Bởi vì sao? Trọng âm rơi vào đâu? Trọng âm nó rơi vào dìn. Nguyên âm đứng ngay trước nó bị đọc là A. Ô hoa đều bị đọc là A. Nguyên âm đứng trước một âm tiết được đọc là Ơ. Thế các em hỏi thầy lấy đâu ra cái lý thuyết đấy? Các em có học chuyên ngữ đâu mà các em biết. Người học chuyên ngữ người ta mới biết chứ. Học chuyên ngữ người ta mới cho về điều đó chứ. Đúng không? Thế còn các em học truyền miệng hoặc là học cái người mà người ta không phải dân chuyên ngữ. À đúng không nào? Người Nga. À nhiều em bảo em hỏi người Nga hẳn hoi. Không phải 100% người Nga đều nói đúng hết. Đây người Nga biết sai, nói sai. Đấy. Như Việt Nam đấy thế có người ngọng, người không ngọng. À đấy. Thế thì cho nên là gì? À cái chuyện đấy nói cả ngày không hết đấy. À đó. Nhiều bạn viết lên mạng bảo em là người Nga đấy. Đúng em người Nga, có thể là em đẻ ở Nga. À bố em là người Nga, mẹ em là người Nga thật, nhưng mà nếu mà em không có học thì nó cũng vẫn còn sai. Cho nên là gì? À cho nên là tốt nhất là gì nào? Em có thể là nói tiếng Nga nghe có thể nhuần nhuyễn đấy. Thế nhưng mà à, viết có thể là sai. Rất nhiều người Nga viết sai. Đúng không? Đó, thì chính là nói ví dụ cái từ krivetki. Krivetki. À krivetki là con tôm. Krivetki. Krivetka. Đấy. Đây là con tôm. Đầy người Nga viết là krivetka. Đầy người viết sai, cái chữ này viết sai. Đấy. À đó, thế cho nên là gì? Đây là cái lẽ dĩ nhiên người Nga còn đưa ra trong mạng để chê nhau ở mầm đấy. Đó. À thế cho nên là gì đấy? Không phải cái người Nga nào nói là đúng đấy. Không phải người Nga nào cũng biết dạy học. Đấy. À mình học đại học xong rồi mình học nâng cao sau đại học ở bên đó ngày hôm đó là ngày nghỉ. À tức là có giờ nghỉ học. À hai thằng ở một phòng ở nhà. Thế có bà người Nga vào bà quét dọn, sinh viên nhưng mà sinh viên ký túc xá sinh viên nước ngoài có người quét dọn. Thế họ vào quét dọn thì là cái thằng nó cùng học với mình ấy. Nó hỏi bà cái này là cách 3 hay cách 4? Bà ấy được khoảng 45 tuổi thôi. Bà ấy dừng quét dọn lại, bà ấy chống tay lên cái cán chổi. Xong bà ấy bảo cái này là cách 3. Xong bảo không, cái này là cách 4. Xong bảo không, cái này là cách 3. À, thế là gì? Người ta làm sao có biết được cái chuyện đó? Cách 3, cách 4 người ta làm sao biết? Cái người ta không có học về chuyên ngữ làm sao người ta biết được? Đấy. Đó. Cách 3, cách 4 là chỉ có những người học chuyên ngữ người ta mới biết được thôi. Đó, xong rồi bà cuối cùng bạn không quyết được, xong bà ấy làm câu bảo thôi tao không biết đâu. Thế thì mày tự học đi, thế là xong đấy. Đó, thế là gì? À đấy thì ta nói như thế để chúng ta thấy là vừa gì là vừa là khởi động, vừa là nói chuyện và vừa là để giải thích đấy. Đó. À thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem lại cái phần bài cũ của chúng ta đấy. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái bài mới như thế này đấy. À đó, trong khi song song thì đã chuẩn bị cho em những cái bài về chuyên ngành của em, về cắt tóc và làm móng đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải là gì, chúng ta vẫn phải có một cái kiến thức cơ bản. À thì nó luôn luôn quan trọng, coi trọng cái kiến thức cơ bản đấy. À đó, thế cho nên là chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ xem nốt cái phần kiến thức cơ bản một chút. À đó, sau đó chúng ta sẽ dần dần thì sẽ lồng dần cái phần từ vựng của cái chương trình của em đấy, để chúng ta học về chuyên ngành đấy. Tác vụt. À như vậy là hôm nay chúng ta sẽ có một cái bài đọc như thế này đấy. Bài đọc như thế này đó. À bài đọc như thế này thì chúng ta sẽ cùng nhau viết cái bài đọc này đấy. Đó, rất sốc đấy. Đó. À thế như vậy chúng ta có một cái bức tranh thì chúng ta phải mô tả cái bức tranh này. Bây giờ nhìn em nhìn như này là thầy đã bảo em mô tả cái bức tranh này. Vâng. Em chịu luôn đúng không? Đấy. Có mô tả được không? Nói em cho nhỏ chưa. Đấy. Đó, đúng không nào? Cái này đấy. Mô tả. Cái này là à, đúng không? Đấy. Bà. Đây, chúng ta nhìn thấy đây là gì? Đây là một gia đình. Bà. Đây là một gia đình, chúng ta nhìn thấy đây là một gia đình đúng không nào? Đấy. À đó. Thế đầu tiên câu đầu tiên chúng ta đúng rồi. À không phải Maya mà chúng ta chỉ nói đây là một gia đình thôi. Đấy. À chúng ta sẽ nói là gì nào? Eto simbia. Simbia. Đấy. Simbia. Đấy. À tak eto simbia. Đấy.
À, hoặc là đó là một cái cách nói đấy, hoặc là chúng ta có thể nói khác đi đấy. Vâng. Chúng ta có thể nói là gì? Ivan Petrovich. Ivan Petrovich. Его семья. À đúng không nào? À thầy Ivan Petrovich và gia đình của thầy đấy. À đó, ví dụ vậy thì chúng ta không cần cái câu này nữa đấy. Đó. À Ivan это Иван Петрович. Это anh ta sẽ nói như thế cho nó thành câu đấy. Это Иван Петрович. Его семья. Это Иван Петрович его семья. Đấy. Đó, đây là thầy Ivan Petrovich và gia đình của ông ta đấy. À thế muốn thế thì chúng ta sẽ giới thiệu ông Ivan Petrovich là ai? À Ivan à Petrovich. Ivan учитель. Учитель, đấy. Он учитель, đấy. Так. À vợ của ông ta, à vợ của ông ta là ai? Vợ ông ta là tên là gì và là ai? Его жена. Его жена. Жена, да? А. Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна. Врач. Vợ của ông ta tên là Татьяна Николаевна. Là? Bác sĩ. Là bác sĩ, đấy. Vợ của ông ta Татьяна Николаевна là врач, đấy. À, vậy ta. À, thế như vậy, ta, его, его жена, Татьяна Николаевна, врач, đấy. А, это Иван Петрович, его семья. Иван Петрович учитель. Его жена Татьяна Николаевна врач. Да? А, да. Hoặc là nếu chúng ta không, chúng ta muốn để một cái tên mà nó phù hợp với lại cái nghề của chúng ta chẳng hạn, chúng ta có để không phải врач nữa, mà chúng ta sẽ cho một cái tên khác. À, manicure. Đấy, manicure. Là người manicure là người chuyên làm móng tay đấy. Đó. Manicure. À đi chứ nào. Nếu mà em sang làm người này thì em sẽ là manicure. Я выкто. Я manicure. Manicure đấy. À đó. А его жена Татьяна Николаевна manicure đấy. À đó, đi chứ nào. Thế vậy thì cái từ manicure, manicure là nghề làm móng tay. Có từ manicure. Manicure. Manicure đấy. Manicure là người làm móng tay. Người làm nghề móng tay đấy. Nhưng mà cái từ nail. Nail đó là cái từ sau này đấy. À hay là người ta còn gọi là nail. Nail, nail. Nail. Master. Nail master đấy. Đó. Nail, nail xuất phát từ cái từ tiếng Anh Bây giờ người ta gọi là nail master. À có là gì? Thợ làm móng tay, em chưa? Đây cái từ thợ làm móng tay. Em chưa? Đấy. À đó. À thế bây giờ chúng ta muốn nói là, tôi là thợ làm móng tay, em có thể nói là gì? Я маникюрша. Hoặc là я nail master. Nail, nail, nail. À thế bây giờ em thấy cái từ nail khó nghe. À, khó nói đúng không nào? Đấy. À. À như các em hay nói là tiếng Việt là gì? Thợ làm nai đấy, đúng không? Đấy. Đó. Leo 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 xuất phát từ cái từ đó ra đấy. Leo <Đúng rồi. cười> nhiều bạn hay nói là tớ là thợ làm nai đúng không? Leo nai là cái leo. Nai là con nai đúng không? Đấy đó. À các em nói như thế là nó Việt hóa đi rồi đấy. À đấy. À đó. Thì tiếng Anh của nó là gì? Nail đấy. À, leo nail nail leo. Nail master. À thì có từ master là thợ master đấy. Có từ master. À đó. Thì bây giờ em thấy đây là gì nào? À đi vào những cái từ mà nó chỉ nghề nghiệp chuyên ngành của mình là sẽ hơi khó nói một chút. Là khi hơi khó nói, ví dụ như em là mình có thể cho được, bởi vì sao em nói được. Nhiều bạn ở đến bài 10, 10, 12, 13 này rồi mà các bạn còn nói những cái từ tiếng Nga nó cái gì có 3, 4, 4 năm tiết thôi là các bạn không nói được đấy. Đó, bởi vì sao? À họ chưa quen với cái từ này, magnitude. Từ này có 4 âm tiết. Thế nào là 4 âm tiết? 4 âm tiết tức là có 4 nguyên âm. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Có 4 nguyên âm là 4 âm tiết. Manicure. À thế nên nói nhiều em nói được luôn đó. Manicure. Đó, em nói được. Đấy. Đó, thế vậy thì đây là Татьяна Николаевна manicure. Bà Татьяна Николаевна là thợ làm móng tay. Manicure. Mỗi tội em thấy, mỗi tội em thấy cái tên Nga nó dài mà khó đọc. Đúng rồi. À thế tại sao? Tại sao cái tên này mình phải cho bạn? Cho bạn để làm gì? À
khi chúng ta nói với người Nga mà những người người ta lớn tuổi hơn chúng ta đấy, là chúng ta phải gọi tên đầy đủ. Tất nhiên sau này khi mà trong giao tiếp thì người ta cũng hiểu rằng là người Việt Nam ấy, cái người Việt Nam nó chẳng nói được cái tên dài đâu. Thì cho nên là thôi người ta cho một cái tên không thôi đấy. Thế nhưng mà đối với các em học sinh mà đi học thì dứt khoát phải gọi cô giáo đầy đủ cả tên đệm đấy. Đó. Thế tên người ta tên đây nó có tên và tên đệm thôi, còn chưa có họ. Đúng không nào? Đấy. Đó. Thế cho nên là gì, đối với các em học sinh dứt khoát là phải học cách gọi tên người Nga. Không thể gọi Uchichenitsa được. Học sinh mới sang bao giờ cũng gọi cứ Pripadavachenitsa. Đấy, Pripadavachen. Người ta có tên của người ta. Tatiana Nikolaevna. Hoặc là Maria Ivanovna. Hoặc là Andrei Sergei. Đấy là vượt tên của họ. Tên và tên đệm. Đây là tên đệm theo cha. Đấy. Bà ta tên là Tatiana. Bố bà ta là Nikolai. Bố của bà ta là Nikolai. Và bà ta lấy cái tên đệm theo bố là Nikolaevna. Nếu mà nghe, nếu mà đọc cái tên này thì biết rằng là bố của bà ta là Nikolaevna đấy. Em hiểu chưa? Đấy. Đó. Ví dụ như là tên em là Huyền đấy. Huyền mà bố em lại tên là Thắng chẳng hạn. Thì người ta gọi Huyền nào đấy, Huyền Thắng. Đúng không? Đó. Các bạn học sinh ở phổ thông nói gọi nhau thế đấy. Đó. Và ngày xưa đi hoa học là hay gọi nhau ở thế đó, như cậu đấy, hoa gì hoa tám tức là nó có khi chả chửi đâu mà nó gọi thế cho nó dễ phân biệt đấy. Trong lớp có bốn cái liên thì liên nào, liên hoàn hay là liên thắng hay là liên lợi đấy. Đó. Nó có lấy tên bố nó ra để nó đệm, tức là gì, thì người Việt Nam mình gọi là lấy tên bố ra để đệm để cho nó phân biệt, nhưng mà người Nga thì người ta lấy tên của bố để thành chuyển thành tên đệm chính thức luôn đấy. Đó. Tatiana nào, Tatiana con ông Nikolai. Thế nó gọi là Tatiana Nikolaevna. Anh vậy đấy. Đó. Thế vậy thì đây là cái tên chính thức của người ta trong hộ chiếu. Thế vậy thì cái tên này nó gọi là Otchestvo. Em hiểu chưa? Otchestvo tức là gì? Cái tên này đấy, nó gọi là gì nào? Nó gọi là Otchestvo đấy. Tên này nó gọi là Otchestvo. Otchestvo. Tạc xin lỗi em. Đấy. Đây là gì? Otchestvo. Otchestvo thì gì? Otchestvo nghĩa là tên. Ot là từ đâu? Achet. Có cái từ Achet. Achet là ai? Achet là ông bố. Achet là ông bố, cho nên xuất phát từ đó nó cái tên là Otchestvo, tức là gì? Tên đệm theo cha, em hiểu chưa? Đấy. Đó. Cho nên nó gọi là Как ваше отчество? Как ваше отчество? Đấy. Đó. Ví dụ người ta hỏi Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Как ваше отчество? Thế tên đệm theo cha của bà tên là gì? Николаевна. Татьяна Николаевна. Thế từ đó chúng ta sẽ gọi bà là gì nào? Татьяна Николаевна. Đấy. Đó. Ví dụ đến trường cô giáo hỏi cô giáo chúng ta hỏi cô giáo Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Как ваше отчество? Dứt khoát phải hỏi cô giáo. Đấy. Thế tên đệm theo cha của cô là gì? Николаевна. Thế từ đó chúng ta sẽ gọi cô là gì? Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна. Chứ đừng có gọi là учительница. Hoặc là преподавательница. Đấy. Hoặc là преподаватель. Đấy. Đó. Thế vậy thì bây giờ khách hàng của chúng ta đến đến làm việc với chúng ta. Đấy. Chúng ta hỏi gì? Как вас зовут? Татьяна. Lấy tờ giấy ghi, cái bút ghi vào. Татьяна. Đừng có ngại. Bởi vì sao biết đâu không nhớ được đâu. Mình là người Việt Nam, mình không phải người Nga. Đấy chứ nào? Đấy. Lấy luôn tờ giấy ra ghi vào, hỏi luôn. Как ваше отчество? Отчество Николаевна. Đó, thì người ta cảm thấy rất là thích thú đấy, thú vị. Bởi vì sao mình nói tiếng Nga nó hoàn hảo. Em trên nào? Thì từ đó chỉ đi chúng ta nhìn thấy bà chúng ta sẽ nói luôn. Татьяна Николаевна. Lần sau bà lại đến, quên mất tên của bà rồi, lấy tờ giấy ra. Bà này là Татьяна Николаевна. Cần thì viết thêm vào. Bà tóc vàng đeo kính. Đúng không nào? Đó. Đó. Giờ ra đúng rồi, bà này tóc vàng đeo kính đúng rồi, ta chiên anh như cái làm nè, lần sau gọi luôn, ta chiên anh như cái làm nè, здравствуйте, добрый день, đấy, đó, очень рад да вас видеть, ví dụ thế, đấy là những cái câu giao tiếp, thế là các em bảo là, ôi thầy ơi, thầy dạy nhiều những cái nó có vẻ thừa, thừa thế nào? Chúng ta phải nói tiếng Nga nó hoàn hảo, các em mình, nói tiếng Nga hoàn mình, hảo. Mình làm cái nghề này là cần phải giao tiếp nhiều. Giao tiếp tốt, không, giao tiếp tốt chứ không bây giờ mà cứ hai người ngồi làm với nhau hàng tiếng đồng hồ không nói với nhau câu nào đó cũng buồn. Thế cũng là một phần, cái thứ hai nữa là gì? Tất nhiên là mình nói được chuyện nhiều thì nó vui vui thú vị đúng không nào? Đấy. Thế còn thì là gì? Cái thứ hai nữa là mình nói nhiều, mồm mép như tép nhảy người ta thích. Đó, đúng không nào? Đó thì có khi rất nhiều người
Rất nhiều người có khi là người ta cũng không cần làm móng tay lắm đâu, ngày hôm nay chưa cần đâu, nhưng mà cái con bé này nói chuyện hay lắm nên là người nào cũng đến để tán gẫu một chút đấy, thò tay ra để làm một tí thế là tư duyên thêm khách đấy 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 đó. Thế như nào đấy, thế như vậy là gì nào, Yevozhena đấy, bà vợ của ông ta là Tachiana Nikolaevna đấy, đó. Thế như nào, Tachiana Nikolaevna, đó, trọng âm rồi đấy nhé, Tachiana, Tachiana, trọng âm rồi đấy đấy, Tachiana, đúng không, Tachiana, đó, trọng âm rồi đó đấy, Tachiana Nikolaevna, manicure, trọng âm rồi đấy, đó. Cái quan trọng là các em phải đọc đúng manicure, các em phải đọc đúng trọng âm đấy, hoặc là nail, nail master, nail, đấy. Đây nó đọc là gì nào, đây mình phiên âm cho bạn nhé. Nó sẽ đọc là ne, ne đấy, ne yêu, nail đấy, nail đấy, nail thế nào, nail master master đi, nail master 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 da nail master 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 là gì, master là có nghĩa là người thợ, người thợ mà làm giỏi cái gì đó người ta cũng gọi là người thợ đấy, người thợ mộc là master đấy, người thợ điện là master, người thợ làm móng tay cũng gọi master, thì có điều người ta thêm một cái từ đằng trước để cho nó phân biệt được, nail master đấy. Hoặc là nói theo tiếng kiểu tiếng Nga là gì, manicure đấy, đó, manicure chỉ là móng tay thôi, nhưng còn làm móng chân nữa, thợ làm móng tay mình, thợ làm móng tay làm móng chân là một, nhưng mà ở bên kia nó cứ manicure, pedicure, pedicure là làm móng chân đấy, có từ pedicure, đó. Thế lúc nào chúng ta sẽ học cái từ đó, hôm nay chúng ta học cái từ manicure thôi đã. Так вот, его жена Татьяна Николаевна маникюрша, да? Так. Иван Петрович это учитель, он учитель, да? Так. Chúng ta sẽ nói hôm nay ông Иван Петрович ở nhà. Сегодня. Ну, đâu rồi? Сегодня Иван Петрович ở nhà. Ở nhà nói sao? Сегодня. Ở nhà. Ở nhà là gì? Tiếng Nga ở nhà là gì? No. Quên rồi. Đồ mà. À đồ. Đó, có vậy thôi đúng không nào đấy. Rõ ràng học rồi mà không nói được bởi vì sao, quên. Quên bởi vì sao, không có ai luyện tập với mình đấy. Đó, bây giờ chúng ta nhớ một lần này, lần sau sẽ nhớ dài hơn đấy. Nhớ được khoảng tuần, hai tuần. Có khi lại quên, quên đọc lại lại nhớ lại đấy. Đó. Сегодня Иван, Иван Петрович дома. Hôm nay ông ta đang ở nhà, ông ta đang làm gì đấy? Что он делает? Что он делает? Ông ta đang làm cái gì? Что он делает? Что он делает? Что он делает? Он читает журнал. Журнал. Ông ta đang đọc tạp chí. Đấy. Có phải không? Ông ta đang đọc quyển tạp chí. Так, а что Татьяна Николаевна делает? А что Татьяна Николаевна делает? А что Татьяна Николаевна делает? Она смотрит. Она, да. Да, 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 là cái câu đó. Да, 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 да. Đó, chính là cái câu mà các bạn nói là gì? Chia động từ chưa nổi nói gì tiếng Nga đấy. Các bạn nào? Đó. Она смотрит. Смотрит. Она смотрит. Đấy. Смотрит. Да, она смотрит thế nào? Đấy. Đó, thế vậy thì chúng ta thấy nền tảng cơ sở chúng ta là gì? Chia động từ. Chia động từ chúng ta chia chia được thì làm sao chúng ta nói được tiếng Nga? Đấy. Đó thì giáo luôn luôn nói với em như vậy đấy. Cho nên là phải chia động từ. Она смотрит что? Что? Телевизор. Телевизор. Đấy. Она смотрит телевизор. Đúng không nào? Đấy. Она смотрит телевизор. Да. Так. Он читает журнал. А что Татьяна Николаевна делает? Она смотрит телевизор. Да. Так. Хорошо, мы уже рассказали, что Иван Петрович делает.
chúng ta đã kể chuyện Raskazuva. Em có để ý thế nào? Thầy giáo nói gì nào? Raskazuvayem. Đấy, chúng ta đang kể chuyện Miraskazuvayem. Động từ Raskazuvayem biết chưa? Chưa biết đấy. Như từ có biết động từ Raskazuvayem không? Không biết hả? Đấy, ta хорошо. Она смотрит телевизор. Она смотрит телевизор. А он что делает? Ông ấy làm cái gì? Он. No. Ông ấy đang làm cái gì? Dạ, он. Он. Он читает журнал. Читает. Он читает журнал. Đúng không? Đấy. Так, он читает журнал. А она, она что она делает? Она смотрит. Она смотрит телевизор. Đấy. Đấy. А как её зовут? Как её зовут? Её зовут Татьяна. Её là cô ấy, cô ấy. No. Татьяна. Её зовут. Татьяна Николаевна. 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 Да. Её зовут Татьяна Николаевна, да? Она смотрит телевизор. Не надо. Она смотрит телевизор. А что Татьяна Николаевна делает? Она смотрит телевизор. Да? Да. А, thế đến đây là gì? À, chúng ta đã mô tả xong về thầy Иван Петрович, да? И его жена, да? À, да. Mô tả xong về về bà vợ Татьяна Николаевна, да? À, thế bây giờ họ có hai đứa trẻ con này. Chúng ta sẽ nói họ có hai con. У них двое детей. У них двое детей. Họ có hai đứa con. À, chúng ta nhìn thấy là gì? Двое. Двое là cái gì đấy? Двое là hai. Đấy. Двое là hai. Tại sao không phải два mà lại двое? Двое là số từ tập hợp. Đấy. À, thế các bạn bảo thầy ơi, thế tôi ba đứa thì sao, bốn đứa thì sao? Cứ học hai đứa đi đã, học đầu tiên đến đấy. Đấy, bao giờ cần nói ba đứa chúng ta nói sau, đúng không nào? Đừng có tham, học đến đâu biết đến đấy, thầy cho ăn đâu biết là học đến đấy. Thông thường người ta có hai đứa con, đại đa số có hai đứa con, không có như một thôi đấy. À đó, à, Hãn Hiếu này có khi có ba đứa con, ở Nga này có ba đứa là hiếm lắm đấy. À, cũng có thể có đến 4, tất nhiên có thể có đến 5, nhưng mà có mấy khi chúng ta phải nói những trường hợp đấy đâu. У них двое детей. Họ có hai con, học thuộc luôn nó đi. Двое. Двое là hai. У них двое детей. У них двое детей. À, đấy là gì nào? Денис. Денис là tên thằng cu. Денис. И Настя. Настя là tên cô bé. Đấy. Денис и Настя. À, thế như vậy họ có hai đứa con. Hai đứa tên là gì? Денис и Настя. Денис и Настя. À, chúng là anh trai và em gái. À, nhí. Anh trai là gì? Брат и сестра. Chúng là anh trai và em gái, thấy chưa? Dễ nói không nào? À, nhí biết rồi, брат biết rồi, сестра biết rồi, y biết rồi. Đúng không? Vâng. À, thế thì... À, các bạn bảo, ôi giời, cái này dễ này vì gì phải nói. Thế thì không nói ngồi im à? Phải nói chứ, đúng không? Có tiếng nhưng mà phải nói ra. À, đúng không? Ngày xưa người yêu đến nhà tán tỉnh em có nói chuyện gì không? Hay là ngồi im? Ngồi im, nói xấu chứ? Hổ. À, xấu hổ, đúng không nào? Đó, thế chứ nào? Thế mà có cái thằng nó đến mà nó mổ mồm, nó tán tỉnh mà nó nói liên hồi kỳ trận là gì? Là nó thắng ngay, đúng không nào? Đấy, đó, thế vậy gì? Quan trọng của chúng ta học tiếng Anh là phải nói ra. Ani biết rồi, Brad biết rồi, Sistra biết rồi. Ani, Brad, Sistra. Thằng anh và đứa em gái. Đấy, thằng anh trai và đứa em gái. Người Việt có thể chúng ta không nói thế, nhưng người Nga người ta nói như vậy. Đấy, Ani, Brad, Sistra. Đó là thằng anh và thằng em, à, và đứa em. Đấy, à, đứa em gái. Ani, Brad, Sistra. Thế mà nó là ai? Chúng là ai? Ani. 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 Chúng là học sinh phổ thông. Scholar. Chúng ta có từ gì? Scholar. Nhớ chưa nào? Scholar là trường phổ thông. Trường học. À, thế cái đứa học ở trường phổ thông là Skolniki. Skolniki. Đấy. À, đó trong ông rơi ở đâu nào? Trong ông rơi ở đây đấy. Anh Skolniki. Đấy. À, đúng không nào? Вот так. Anh Skolniki. Так.
Они брат, сестра, они школьники, да? А ты видишь, чем надо, да? Где они сейчас? Где они? Где? Сейчас. Сейчас. Видишь, где надо, да? Дома. Так, они дома, да? Они дома. Они дома. А, да, они дома. Что они делают? Что они делают? Чем надо, где? Они делают уроки. Chúng đang làm bài tập. À, урок. Да, đúng không nào? Урок biết rồi, делать biết rồi, они biết rồi. Không nói được thành lời bởi vì sao không biết người ta nói như thế nào. Đúng không? Bây giờ chúng ta biết rồi, они делают уроки. Đấy. Trong đầu mình rõ ràng là biết chúng làm bài học rồi. Đấy. Biết chúng đang làm bài tập rồi nhưng mà không biết người ta nói kiểu gì. Đấy, người ta nói kiểu này, они делают уроки. Thế vậy thì, những cái bài mà chúng ta viết ra, những cái bài mà bài đọc, gọi bài đọc, nó có ý nghĩa là như vậy. Nó chỉ cho các em biết là cái cách người Nga người ta sử dụng từ như thế nào đấy. À đó, đúng không? Так, они делают уроки, да? Так, а где бабушка, дедушка? Ông bà đâu? Где? Где? Дедушка. Дедушка. И дедушка. Бабушка. Бабушка. Ông bà hiện nay đang ở đâu? Ông bà hiện nay đang ở đâu? Они дома. Они, дедушка, они дедушка, и бабушка, тоже здесь, да, ngồi đây, тоже, да, ngồi đây, дедушка и бабушка тоже здесь, да, cũng đang ở đây, дедушка и бабушка тоже здесь, здесь có thể dùng nói здесь hoặc là có thể nói тут, тут, тут là đây, здесь, тут là cái gì, тут là đây, đấy, vậy thì ta nói gì, дедушка и бабушка тоже тут. Тоже тут. Тоже тут. Тут. Dễ nói hơn đấy. Здесь, cái từ здесь đối với người Việt Nam mình hơi khó nói đấy. Và nói thì hơi khó nghe. Vâng. Дедушка и бабушка тоже здесь. Người Nga người ta nói дедушка и бабушка тоже здесь. Nhưng mà nếu chúng ta nói тут người ta cũng hiểu đấy. Дедушка и бабушка тоже тут. Тут. Тут tờ đấy. Тут. Видите nào? Đấy. А что дедушка делает? Что? Дедушка. Дедушка. Что дедушка делает? Делает. Что он делает? Дедушка. Дедушка. Пишет. Нет, он пишет. Ông ta đang viết mà. Пишет thì có thể viết cái gì? Письмо. À, ông ta đang viết thư. Đấy. Дедушка пишет письмо. Đấy. А что бабушка делает? Делает. А что бабушка делает? Смотрит. Бабушка отдыхает. Бабушка отдыхает. Отдыхала где вы? Отдыхала. Qua cô gái ngồi nghỉ, ngồi nghỉ. À, ngồi nghỉ đúng không nào đấy? À, thấy chưa nào? À, phải liên hệ đúng không nào? Phải liên hệ. Liên hệ là gì? Có cô gái cũng ngồi nghỉ đấy. À, đúng không? Вот. Наталья Николаевна, да, вот она, Наталья Николаевна, что вы делаете? Да? А, да? А, có ông hàng xóm đi qua. Наталья Николаевна, что вы делаете? Bà ta trả lời, я отдыхаю, да? Наталья Николаевна, что Наталья Николаевна делает? Наталья Николаевна отвечает, что она отдыхает, да? Она отдыхает. Đó, thế vậy thì đến đây chúng ta thấy là gì? Chúng ta viết xong bài đọc rồi đấy. À, thế bây giờ em đã mô tả được hết tất cả những người trong này rồi đấy. Đúng không? Vâng. À, nghe thầy giáo mô tả nhé. Это Иван Петрович и его семья. Это Иван Петрович. Он учитель. А это Татьяна Николаевна. Его жена. Она маникюрша. Она маникюрша. Или она nail master. Trên thực tế маникюрша là cái gì? Là cái người ta chỉ có sửa cái phần mềm ở trên móng tay thôi đấy. Cái bà manicure này, bà chỉ có ví dụ như là cái da thừa trên cái móng tay người ta sẽ cắt bớt đi này, hoặc là đôi khi nó da nó hơi bị nó chật chật lên đấy, nó có cái lớp da nó ở bên cạnh cái móng tay nó bị nứt ra, xong nó bị cong lên đấy, nó gây đau, thì cái đó người ta cắt đi, cái đấy người ta gọi là cái gì, tiếng Việt gọi là cái gì? Nhặt ra tay. Nhặt gì? Mình nhặt à?
đó. À đó. À cái từ đó trong tiếng Anh nó có cái từ riêng để chỉ cái từ đó đấy. Đó. À thế như vậy là gì? Cái từ đó rồi sau em phải học cái từ đó, nó ngộ ngộ lắm, nghe nó đọc ngộ lắm đấy. Đó. Thế vậy thì à đến khi đến bài đó chúng ta cũng phải chỉ gọi tên nó là cái gì? Móng tay là cái gì? Đấy. Sơn là cái gì? Sơn móng tay là cái gì? Đấy. Đó. Sửa móng tay là cái gì? Chỉnh hình móng tay là cái gì? Vẽ móng tay là cái gì? Đấy. Đó, tất cả những cái đó. Thế cái manicure xa này người ta chỉ có cắt những cái thừa thừa trên da thôi. Thế còn nail mascara lúc đó người ta mới biết vẽ, được chưa? À. Thế này, ví dụ chúng ta đầu tiên là thợ là thợ vẽ móng đấy. Cái thợ làm móng, cái thợ mà manicure xa này này, đầu tiên chúng ta đến để làm móng tay thì sẽ có một người ta chỉnh sửa móng tay cho chúng ta đấy. Đó. Cái bà manicure xa này bà sẽ chỉnh sửa này. Thế xong sau đó là gì? Sau đó là gì? À, là người ta ngâm tay rồi à, cho nó mềm, sau đó người ta chỉnh sửa xong, sau đó người ta sấy khô tay đi. À, chuyển sang nail master là người thợ trình độ cao hơn. Lúc đó người ta bắt đầu vẽ hoa rồi vẽ cái gì thì mình thích cái gì người ta vẽ cái đó đấy. Sau đó người ta sơn lắc rồi lên trên, đó là nail master đấy. Thế vậy. Thế nhưng mà ở Nga thì nó vẫn gọi chung là manicure, vẫn chỉ là một người đấy. Đó. À thế nhưng mà vào đó thì người ta sẽ chia ra vào trong cái salon, à, cái gọi là salon đấy. À, salon tức là gì? À, mình gọi là cái salon tức là trong cái cửa hàng mà làm móng đó đấy. À sẽ có hai người thợ khác nhau đấy. Đấy. À đó. Так вот. А хорошо. Это Татьяна Николаевна, она nail master. Đấy. У них есть дети. У них есть двое детей. Bao nhiêu? Hai đứa. Двое. Nhớ chưa? Двое. Двое. Không nhớ lấy bút ra, lấy tờ giấy ra ghi vào. Ghi hai ba lần cái chữ này. Двое, двое, двое. У них двое детей. Họ có hai đứa con. Денис и Настя. Đấy. Денис и Настя. Có tên là Денис và Настя. Они брат и сестра. Они брат и сестра. Они школьники. Họ là ai? Họ là học sinh phổ thông школьники. Đấy. Где они сейчас? Họ đang ở đâu? Они дома. Что они делают? Họ làm cái gì vậy? Они делают уроки. Đấy. Они делают уроки. À, người ta nói như vậy đấy. À, đó. Đơn giản là nói gì? Делают уроки. Học đi. Đó. Где дедушка и бабушка? Ông và bà ở đâu? Дедушка и бабушка тоже тут. Ông và bà cũng đang ở đây. Hoặc là тоже здесь. Что дедушка делает? Ông đang làm cái gì? Он пишет письмо. Ông đang viết thư. А бабушка что делает? Бабушка отдыхает. Đấy. À, thế như vậy đây là gì? Hôm nay chúng ta đã cùng nhau viết xong một cái bài mà mô tả cái bức tranh này. Đấy. Đó. Thế vậy thì em cần phải đọc lại cái bài này kỹ đấy. Đọc lại kỹ. Hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau hỏi đáp. Và em sẽ kể thầy giáo nghe cái bức tranh này là cái gì. Đấy. À, đó. Hôm sau thì ta sẽ phóng to cái bức tranh này ra, kín cái màn hình này luôn đấy. Sau đó em phải kể với từng người. Đã, хорошо. Đấy. Vâng. Và em phải học lại cái chia các động từ đấy để làm sao nói được ngay đấy. À từ khá gì à từ khá thì từ khá số là từ khá mười từ khá mười từ khá chia như từ khá yêu смотреть смотрел xem я смотрю ты смотришь он смотрит мы смотрим вы смотрите они смотрят anh ngồi nói như vậy đấy. Хорошо. Đấy. Ну вот все. À thì như vậy là chúng ta đã học xong bài đọc của bài học hôm nay của chúng ta. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học tới nhé. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Đã xin lắm nhỉ. Xem lại video nhiều lần nhé. Dạ vâng. Chia động từ nhá. Viết từ mới ra nhá. Đó là bài tập cho em. Dạ vâng. Paka. Cảm ơn thầy. Xin đá nhé.